chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Hilton Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring Humble, Fushia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì như thường lệ, mỗi khi em thấy được căn nhà nào good deal, nhà đẹp, em đều chia sẻ với anh chị. Thì em đang ở trong một căn nhà rất là good deal luôn. Căn nhà này họ giảm tới 56.000, nhưng mà ở bên trong là họ có trang trí giống như là ghế ngồi rồi trang trí đồ ở trong. Thì mình tưởng giống như là căn nhà đã qua sử dụng rồi, nhưng mà không phải, căn nhà này là căn nhà mới, hoàn toàn chưa ai ở hết. Nhưng mà họ để những cái đồ trang trí bên trong để cho mình đến mình xem dễ nhìn. Thì căn nhà này họ giảm tới 56.000, cái giá hiện tại là 299.700 và vì không có nhớ chính xác, nhưng mà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hơn 1.600 square feet và giá cả rất là tốt luôn. Căn nhà này thì em nghĩ sẽ bán rất là nhanh, nên em cũng video rất là lẹ để anh chị tham khảo. Nếu mà anh chị em nào quan tâm muốn mua ở thì hãy nhanh tay lên nha. Căn nhà này là của hãng Tripoint tại thành phố Cypress. Thì cái khu này mình đi ra chợ Cà Mau cỡ tầm 10 phút thôi. Mình đi KD Asian Town hoặc là Costco cỡ tầm 12 đến 15 phút. Rồi bệnh viện thì đi cỡ tầm 15 phút thì có rất là nhiều bệnh viện, đi lại rất là thuận tiện. Và mình đi khu Bel Air Việt Nam thì cỡ tầm 30-35 phút. Nhà ở đây thì Vi thấy cỡ tầm 290.000 trở lên, nhưng mà căn nhà này là 50 foot lot. Thì bình thường 50 foot lot thì Vi thấy là trên 300 mấy luôn, nhưng mà căn này là dưới 300. Giá rất là tốt, thì nếu anh chị em nào quan tâm thì hãy nhanh tay lên nha. Tiền thuế là 3.1 chưa xin giảm và tiền thắt sau đây là 850 một năm. Ở đây có hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ, công viên đi bộ tập thể dục rất là lớn luôn. Có cái hồ nước rất là lớn, mình có thể đi bộ tập thể dục. Cái khu này mình đi ra highway rất là gần. Căn nhà này giá cả rất là tốt, thì nếu anh chị em nào quan tâm thì hãy nhanh tay lên nha. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Bây giờ mình hãy cùng nhau tham quan căn nhà này. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Xung quanh là cả hàng xóm và ở rồi. Thì cái căn nhà Vi muốn chia sẻ với anh chị, Vi thấy giảm giá rất là tốt luôn, nên muốn chia sẻ ngay. Thì căn nhà này họ giảm tới 56.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và hơn 1.600 square feet. Và cái giá hiện tại là 299.700 đó. Vi không có nhớ chính xác, nhưng mà giảm giá rất là tốt, nên Vi muốn chia sẻ với anh chị. Của hãng Tripoint. Ở phía trước là có cột đèn nè, nên bữa tối thì sẽ rất là sáng đó. Mình vào trong mình xem đi. Giảm giá rất là tốt, nên nếu anh chị em nào quan tâm thì hãy nhanh tay lên nha. Cái đường đi vào cũng rất là rộng rãi. Này, mình thấy cái đường đi rộng nè. Rồi từ trong nhà mà mình nhìn ra đó, là phía trước mình có nhà lầu, rồi nhà trệt bên kia đó, cũng của hãng Tripoint luôn. Nhưng mà có mấy căn bán với có người dọn vào rồi, nhưng mà cũng còn nhiều căn đang bán lắm. Nhưng mà căn mà Vi đang chia sẻ với anh chị thì Vi thấy giảm giá rất là tốt, nên là muốn chia sẻ ngay. Đó, họ cho mình cái smart lock như thế này nè. Căn này là mới tinh luôn nha. Mình thấy có furniture này nọ là người ta để vào cho mình nhìn thấy nó dễ dàng hơn, chứ căn này là chưa ai ở hết, mới tinh luôn. Mở cửa vào thì mình có cái đường đi cũng rất là rộng rãi như thế này. Căn này rất là tốt, mình có thể mua ở hoặc là đầu tư cho thuê cũng được. Đó, mở cửa ra đó thì mình thấy được cái phòng khách của mình ở đó. Rồi bên trái của mình sẽ có hai phòng ngủ và một cái nhà tắm ngay đây. Bên đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè. Họ cũng trang trí để giường, tủ này nọ để cho mình thấy đó. Đó. Nhưng mà khi họ bán thì họ sẽ lấy đi hết. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Rồi cái walk-in closet đó là bên này. Rồi kế bên đó là mình sẽ có cái nhà tắm ở đây. Đó. Sàn nhà là bằng gạch. Rồi trong này cũng có cái tủ để khăn. Đó. Rồi kế bên đó là mình sẽ có được một cái phòng ngủ khác nữa, là phòng ngủ thứ hai. Đó. Khi mà mình để giường vào đó thì anh chị thấy cái phòng mình cũng rộng rãi lắm, chứ không có nhỏ đâu. Rồi bây giờ đi qua bên này. Qua bên tay phải á, là mình có cái chỗ đậu xe. Bên này là chỗ đậu xe. Nhà này thì Vi thấy có garage bên nờ luôn. Rồi cái máy nước nóng á, là cũng loại nhỏ nhưng mà để phía bên ngoài. Đó, hai chỗ đậu xe.
Rồi ở đây là cái closet, bỏ đồ, rồi bên đây là chỗ giặt sấy. Đây là cái cửa trước khi mà mình bước vào nè. Đường đi rất là rộng rãi. Rồi xuống dưới đây á, là mình có cái phòng khách. Và cái phòng khách này thì Vi thấy họ làm cái tray ceiling ở trên để nhìn thấy không gian nó cao hơn với lại riêng biệt. Đó là mình có cái phòng khách ở đây, mình có thể bỏ tivi bên này. Rồi bên đây là mình có cái bếp và cái bàn ăn ở đây. Đó. Mẫu này thì hôm bữa trước Vi cũng có quay một lần. Nhưng mà bây giờ thì họ để bàn ghế vào á, mình nhìn thấy rất là dễ ha. Tủ lạnh ở đây. Rồi chỗ này mình bỏ ghế mình ngồi nè. Đó. Hãng này á, thì vì thấy họ làm hai sinh hơi bị xưa xíu thai sinh nhưng mà nó không có inner mount, cái này là mount ở trên nhưng mà không sao, mấy cái này thay rất là dễ đó, mình kêu người tới thay rất là dễ, không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà được cái này á, là họ làm cái vòi, cái này là cái sensor luôn, mình để tay thôi á, đó là nước nó chảy ra luôn nè, đó nó có sensor. Rồi chỗ này là đồ lọc nước. À, là nấu microwave. Tủ là 42 inch, có backsplash và cái countertop là bằng granite. À, cái mẫu này có tên là Garner. Đây. 1622 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Là cái mẫu nhà Vi đang giới thiệu với anh chị. Tại vì thấy căn này giá cả rất là tốt nên video ngay để chia sẻ. Nếu mà anh chị muốn mua ở hoặc đầu tư cho thuê thì Vi thấy căn này rất là good deal. Đó. Rồi bên đây là mình có cái bàn ở đây, bàn ăn. Rồi bên kia là cái phòng khách này, nhìn rất là sáng sủa. Thì họ không có cho cửa màn, tại vì nếu mà có là họ đã gắn rồi. Nhưng mà thật sự là có nhiều anh chị thích kiểu màn vải, có người thì thích màn sáo hay là shutter, tùy ý mình thôi. Đây là cái patio đằng sau. Vì thấy là có bán số đầy đủ nha, không có hệ thống tưới cả. Đó. Cái nào có, cái nào không có thì Vi nói ra rõ ràng để anh chị biết. À, cái hệ thống tưới cả là không có, nhưng mà mình có thể kêu người tới gắn. Cỡ tầm mà hết nhà này thì chắc cỡ tầm mà 3.000, 2.000-3.500 gì đó. Khoảng đó. Nhưng mà được cái là ở bên trong rất là đẹp, rất là chất lượng. Hãng Tripol thì xây rất là chất lượng rồi. Rồi, bây giờ mình xem tiếp cái master. Sàn nhà là bằng vinyl. Đây, master của mình nè. Đó, để cái giường king size nhưng mà còn chỗ để đi lại rất là rộng rãi và hai cái nightstand hai bên. Mình có thể bỏ ghế bên kia mình ngồi đọc sách cũng được nữa. Rồi qua đây là mình có cái tub tắm nằm đó, rồi tắm đứng bên kia. Rồi bên đây có hai cái sink. Rồi cái toilet ở đây. Rồi cái closet của mình nè. Đó, walk-in closet. Rất là sáng sủa. Rất là gọn và nếu mà anh chị mua ở hoặc là đầu tư cho thuê thì vì thấy cũng rất là ok luôn. Không gian rộng rãi thoải mái,